Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của niềm vui hay thú vui. Niềm vui có nghĩa là gì? Trạng thái hoặc cảm giác hài lòng. Sự thích thú hoặc sự hài lòng bắt nguồn từ những gì theo ý thích của một người. Sự hài lòng, hân hoan, thế gian hay sự hưởng thụ phù phiếm, sự theo đuổi thú vui. Ví dụ niềm vui là gì? Niềm vui có nghĩa là trạng thái hài lòng, vui mừng hoặc hài lòng. Một ví dụ về thú vui là thích đọc sách, vui chơi giải trí, vui vẻ. Trạng thái hoặc cảm giác hài lòng hoặc hài lòng. Niềm vui tội lỗi của bạn là gì? Một niềm vui tội lỗi là điều mà bạn thích làm, mặc dù việc thừa nhận điều đó có thể khiến bạn xấu hổ, cấm kỵ hoặc thậm chí là xấu hổ. Điều này có thể là bất cứ điều gì từ việc lấy một miếng bánh khác khi bạn biết mình không nên, đến việc thuê một bộ phim sang trọng và đặt hàng mang về vào một đêm trong tuần. Món ăn nào là thú vị tội lỗi của bạn? Chúng ta cùng điểm qua một số loại thực phẩm gây khoái cảm, có tội, phổ biến nhất và liệt kê ra những món cụ thể không gây hại cho sức khỏe. Thứ nhất, kẹo cao su. Thứ hai, bánh quế. Thứ ba, nước ép hoa quả. Thứ bốn, nhà hàng bánh mì kẹp thịt. Thứ năm, bánh nướng, sốt. Thứ sáu, hộp mát and phô mai. Thứ bảy, bánh rán. Thứ tám, thịt ba rọi. Khi nào chúng ta có thể sử dụng niềm vui của chúng ta? Câu trả lời, niềm vui của tôi là một câu trả lời thành ngữ cho cảm ơn. Nó tương tự như You are welcome, nhưng lịch sự hơn và nhấn mạnh hơn. Sử dụng nó trong cuộc trò chuyện trang trọng khi ai đó cảm ơn bạn vì đã làm một việc gì đó mà bạn muốn đáp lại, theo cách cho họ biết rằng bạn rất vui khi được giúp đỡ và bạn rất thích điều đó. Niềm vui có phải là một cảm xúc không? Khoái lạc được coi là một trong những chiều kích cốt lõi của cảm xúc. Nó có thể được mô tả là đã đánh giá tích cực tạo cơ sở cho một số đánh giá phức tạp hơn, dễ chịu hoặc tốt đẹp. Như vậy, khoái cảm là một ảnh hưởng chứ không phải một cảm xúc, vì nó tạo thành một thành phần của một số cảm xúc khác nhau. Niềm vui lớn nhất trong cuộc đời là gì? Niềm vui sau tất cả, vì ít nhất là một trong những thành phần thiết yếu để có thể có một cuộc sống ý nghĩa. Thứ nhất, cà phê ngon. Thứ hai, sinh con. Thứ ba, đang ở trong tình trạng thể chất tuyệt vời. Thứ bốn, thức ăn ngon. Thứ năm, kích thích cuộc trò chuyện. Thứ sáu, nghệ thuật biểu diễn. Thứ bảy, rạp chiếu phim. Thứ tám, một cuốn sách tuyệt vời. Niềm vui có mang lại hạnh phúc không? Niềm vui là nội tại, hạnh phúc là thâm tao. Niềm vui đang mất, hạnh phúc là cho đi. Niềm vui có thể đạt được với các thể chất, hạnh phúc có thể đạt được bằng chất. Điều gì mang lại cho Chúa niềm vui? Vậy điều gì mang lại cho Chúa niềm vui? Trước tiên, niềm vui của Chúa có cơ sở từ sự kỳ diệu của tình yêu thiêng liêng dành cho chúng ta. Cũng giống như cha mẹ tìm thấy niềm vui trong con mình, tình yêu sâu sắc và bền chặt mà họ dành cho con mình.
Vậy Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta, và mối tình này là thứ không bao giờ có thể phá vỡ được. Chúa muốn chúng ta sống như thế nào? Đức Chúa Trời mong đợi chúng ta chấp nhận con Ngài, Chúa Giêsu Kitô, làm cứu Chúa của chúng ta. Ngài mong đợi chúng ta dâng cuộc đời mình cho Ngài. Và khi làm như vậy, chúng ta hãy phát triển đặc tính của Đấng Christ. Đức Chúa Trời muốn chúng ta trở nên giống Đức Christ hơn. Đức Chúa Trời mong bạn tin cậy Ngài, yêu Ngài và noi gương con Ngài, Chúa Giêsu Kitô. Chúa có ban cho niềm vui không? Chúa ban cho chúng ta đầy đủ niềm vui. Đôi khi điều đó thật khó tưởng tượng, phải không? Vì chúng ta xem niềm vui là hạnh phúc. Chúa, Đức Chúa Trời đã cho chúng ta biết con đường của sự sống. Trong sự hiện diện của bạn có đầy đủ niềm vui. Bên tay phải của bạn là những thú vui mãi mãi. Tại sao niềm vui của Đức Chúa Trời lại quan trọng? Thông qua niềm vui đó, họ mở ra một cảm giác về mục đích và hy vọng. Điều cuối cùng giúp họ thoát khỏi cảnh nghèo đói. Đối với con cái Chúa, sức mạnh của niềm vui là không bao giờ cạn kiệt. Mặc dù không có một trái nào một thánh linh quan trọng hơn trái khác, nhưng niềm vui cho phép chúng ta trải nghiệm những trái khác theo cách mà Chúa Giêsu đã làm. Nhớ subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.